đền Lăng Xương tại xã Trung Nghĩa, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ. Đền Lăng Xương nằm trong hệ thống các di tích thờ Thánh Tản Viên, vùng ven sông Đà và vùng đồng bằng Trung Du Bắc Bộ. Thánh Tản Viên, một trong bốn vị thần tứ bất tử của tín ngưỡng truyền thống Việt Nam, với lòng tôn kính, ngưỡng mộ, nhân dân đã suy tôn Thánh Tản Viên là vị thần thượng đẳng tối linh, đệ nhất phúc thần, đứng đầu tứ bất tử trong tín ngưỡng cổ truyền của người Việt. Đền Lăng Xương tự hào là mảnh đất đã sinh ra Thánh Tản Viên. Đây có thể coi là mảnh đất chôn rau cắt rốn của vị thần linh tiêu biểu tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Cùng với tín ngưỡng thờ Đức Thánh Tản, đền Lăng Xương còn thờ mẫu, người có công sinh ra Thánh Tản. Tín ngưỡng thờ mẫu ở đây đã hòa vào cùng tín ngưỡng thờ mẫu chung của người Việt như mẹ Âu Cơ, đất mẹ, mẹ nước. Cùng với đền Thánh Mẫu thờ Tản Viên và mẫu của ngài, cùng bộ tướng là Cao Sơn và Quý Minh, đều là các nhân vật thời vua Hùng Vương và nhiều công trình phụ trợ khác. Đền Lăng Xương được xây dựng tại thôn Lăng Xương, xã Trung Nghĩa, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ, một xã miền núi nằm ở tả ngạn sông Đà, có địa hình bán sơn địa, đồi gò núi non bao bọc, dòng sông Đà chảy qua tạo thành một bức tranh phong cảnh hữu tình. Đền Lăng Xương có mặt bằng khá rộng, có kiến trúc mang nhiều đường nét cổ kính, thâm nghiêm. Theo các tư liệu còn lưu giữ được, đền Lăng Xương được xây từ thời Thục An Dương Vương đến đời Lê được trùng tu năm Thiệu Trị thứ 7, nhà Nguyễn 1847, ngôi đền được tu sửa lớn. Năm Tự Đức 1848, khắc bia đá lưu truyền lại cho hậu thế. Trải qua mưa nắng giặc giã, ngôi đền đã xuống cấp. Năm 1991, nhân dân đã tôn tạo đền Lăng Xương trên khu đất rộng với diện tích trên 3.000 m², bao gồm cổng đền, miếu hai cô, giếng thiên thanh, nhà bia, nhà võng, tả mạng, hữu mạng và lăng thánh mẫu. Với những giá trị lịch sử và văn hóa tâm linh sâu sắc, đền Lăng Xương đã được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng là di tích lịch sử cấp quốc gia ngày 12 tháng 7 năm 2005. Di tích đền Lăng Xương được lập quy hoạch tổng thể nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị di sản văn hóa. Lăng Xương thực sự là một điểm tham quan du lịch văn hóa tâm linh lý tưởng dành cho du khách thập phương. Đền đây á là để nói về theo đúng theo như thể là bằng công nhận di tích á, là đền Lăng Xương thờ Đức Thánh Mẫu sinh ra Tản Viên Sơn Thánh ở tại đây. Đây là đất động Lăng Xương. Đó. Thế thì có từ thời Thục An Dương Vương. Đó. Có từ thời Thục An Dương Vương. Hiện nay đền chính ở đây
là thờ cả gia đình Tản Viên Sơn Thánh, gồm có Đức Thánh Mẫu tên quý là Đinh Thị Đen, cố phụ Nguyễn Cao Hành là cha đẻ của Tản Viên Sơn, dưỡng mẫu Ma Thủy Cao Sơn là mẹ nuôi của Tản Viên, Ngọc Hoa Công Chúa là vợ của Tản Viên, và hai tướng Quan Văn Cao Sơn, Quan Võ Quý Minh là em của công chúa ruột sinh đôi của Tản Viên Sơn Thánh. Đấy, vậy thì đền này là có cuốn ngọc phả hiện nay còn dư nguyên bản, là từ 1011 là còn nguyên bản, và dấu ấn của vua Ban từ thời Thục An Dương Vương có 9 chữ nổi: Gia Hưng Từ, Lăng Xương Tích, Đặng Bương Đồng. Khuôn viên của đền hiện nay, thứ nhất là đền giếng là có di vật phiến đá quỳ Đức Thanh Mẫu sinh ra Tản Viên Sơn Thành, có bàn chân đầu gối in bàn tay của mẫu tại đó. Bên cạnh đó là nhà võng, là chiếc võng đào du thánh tản còn nhỏ để trên võng đào. Và đền còn thờ hai cô là Đào Hoa Quế Hoa và Bạch Tinh Thần Nữ. Đấy, là người cai quản của đất này và cũng là người hầu của Ngọc Hoa. Và phía xa của ngoài là lăng mộ của Đức Thánh Mẫu. Đấy, hàng năm ở đền có hai cái lễ lớn. Một là 25 tháng 10 âm lịch hàng năm là ngày giỗ Đức Thánh Mẫu Đinh Thị Đen, người sinh ra Tản Viên Sơn Thánh. Ngày thứ hai là ngày 15 tháng Giêng hàng năm là lễ hội tiệc sinh Tản Viên Sơn Thánh. Thì trong phần lễ thì tổ chức và phần hội, hai cái đó là đều kết hợp với nhau. Và ngày 15 tháng 10 năm 2018 âm lịch đấy, thì lại được đón một bằng di tích nữa là lễ hội đền Lăng Xương, là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Thì hiện nay là đền là tại ở đất động, là gọi là đất Lăng Xương, là khu 6 Lăng Xương, xã Trung Nghĩa, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.